Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng là mã hóa đầu cuối ở trên tin nhắn Facebook Messenger. Khá là thú vị. Trước đây thì chúng ta cứ nghĩ là chỉ có mình Zalo mới có cái tính năng là bảo mật mã hóa đầu cuối. Tuy nhiên thì cả Facebook Messenger cũng có cái tính năng là mã hóa đầu cuối. Và video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng là mã hóa đầu cuối ở trên tin nhắn Messenger. Và chúng ta cũng có thể là tắt luôn cái tính năng này. Có nghĩa là cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật và tắt mã hóa đầu cuối ở trên tin nhắn Facebook Messenger. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn hai chiếc điện thoại và mình đăng nhập vào hai cái tài khoản Messenger khác nhau. Đây, mình sẽ vào phần Messenger. Ở bên tay trái là mình sử dụng cái nick phụ là nhà khoa Tâm Đức của mình, và bên tay phải là mình sử dụng cái nick chính là nick Dentist Lê Hoàng của mình. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái nick nhà khoa Tâm Đức này, mình sẽ nhắn tin cho cái nick Dentist Lê Hoàng nha. Rồi mình sẽ nhắn này: xin chào bạn, có bận gì không? Đó, mình sẽ gửi này. Rồi, như vậy là mình đã sử dụng cái nick phụ để mình nhắn tin sang cái nick chính. Đó là xin chào bạn, có bận gì không? Thì đây là cái dạng tin nhắn bình thường. Các bạn có thể thấy là tất cả chúng ta khi mà nhắn tin cho ai đó thì nó sẽ hiển thị như này. Và theo một cái thuật toán xử lý thông thường thì những cái tin nhắn mới nhất thì nó sẽ hiển thị lên trên đầu của cái đoạn tin nhắn như này, để chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được những tin nhắn nào là mới để chúng ta có thể trả lời, để tránh bỏ sót những cái tin nhắn của người khác. Đó, thì các bạn sẽ vào. Và sau đây thì các bạn sẽ kích hoạt cái tính năng là tin nhắn mã hóa đầu cuối nha, bằng cách là chúng ta sẽ truy cập vào cái cuộc nói chuyện này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cái dấu chữ Y đây. Các bạn lưu ý là cái cách này thì tất cả trên điện thoại Android cũng như điện thoại iPhone thì các bạn làm hoàn toàn giống nhau nha. Nó không có khác nhau cái gì cả. Nó chỉ có chăng là nó chỉ khác nhau ở một vài những cái giao diện thôi. Đó, các bạn sẽ kéo xuống. Nếu các bạn muốn cái cuộc tin nhắn này nó được bảo mật thì các bạn sẽ chọn đến cái phần là đi đến cuộc trò chuyện bí mật này. Đây nó có biểu tượng hình cái khóa đây, các bạn lưu ý nhé. Cái chỗ là đi đến cuộc trò chuyện bí mật, nó có biểu tượng cái khóa đây này. Đó, các bạn sẽ chọn vào đây. Đó, như vậy là sau khi mà chúng ta chọn xong thì nó sẽ chuyển đến cái giao diện nói chuyện hoàn toàn mới. Và hai cái này nó hoàn toàn khác biệt nha, các bạn thoát trở lại này. Đây, các bạn chọn vào đây. Các bạn chọn vào đi đến cuộc trò chuyện bí mật. Đó, và hai cái này nó hoàn toàn khác biệt. Đây, mình sẽ trả lời này. Đó, mình sẽ trả lời nha. Đây, thì sau khi mà mình trả lời xong thì ngay lập tức bên đây này nó sẽ hiển thị thêm một cái phần nữa. Đây, các bạn có thể thấy là hai cái phần này đều là của một người nhắn tin. Tuy nhiên thì nó lại chia ra, một bên là có hình khóa này, một bên không có hình khóa. Các bạn nhấn vào. Đó, thì các bạn thấy là nó hoàn toàn giống nhau nha. Đó, đây là cái tin nhắn của cái phần mã hóa đầu cuối. Và khi mà mình sẽ cầm lên cho các bạn xem này, nó ghi rõ đây này: tin nhắn và cuộc gọi được bảo mật bằng tính năng mã hóa đầu cuối. Đó, nó ghi rõ ràng cho các bạn thấy, nó sẽ có hình một cái biểu tượng khóa này và nó ghi là tin nhắn và cuộc gọi được bảo mật bằng tính năng mã hóa đầu cuối. Và nếu mà các bạn muốn biết chi tiết cái tính năng này thì các bạn vào cái phần là tìm hiểu chi tiết ở đây, các bạn sẽ nhấn vào thì nó sẽ dẫn chúng ta đến đây, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái trung tâm trợ giúp này. Và nó sẽ ghi rõ ở đây là tính năng mã hóa đầu cuối hoạt động như thế nào. Và nó giải thích cho chúng ta là mã hóa đầu cuối là gì. Tính năng mã hóa đầu cuối sẽ nâng cao mức độ an toàn bảo mật cho tin nhắn và cuộc gọi trong cuộc trò chuyện. Nhờ vậy, chỉ bạn và người đang trò chuyện với bạn mới có thể xem, đọc tin nhắn hoặc là nghe cuộc gọi của bạn. Đó, thì đây là cái tính năng là mã hóa đầu cuối trên Zalo. Đó, và sau khi các bạn kích hoạt lên như này thì hai bạn có thể nhắn tin qua lại hoàn toàn bình thường. Ví dụ đây là mình nhắn này. Đó, mình nhắn nha, mình nhắn là chiều nay bạn đặt lịch khám răng cho mình được không? Đấy, đây mình sẽ hỏi tiếp là chiều nay bạn đặt lịch khám răng cho mình được không? Ở bên này mình sẽ nhấn cái biểu tượng là ok như này, đó là thích như này. Đó, và khi mà chúng ta quay trở lại như này này thì nó sẽ có biểu tượng cái hình khóa như này. Đó, và khi chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng hình khóa như này thì cũng tương tự giống Zalo, chúng ta biết được là cái tin nhắn của chúng ta nó đã kích hoạt cái tính năng là bão hóa đầu cuối. Có nghĩa là chỉ có chúng ta và những cái và cái người đang trò chuyện với chúng ta mới có thể đọc được, và cái tin nhắn này nó sẽ được mã hóa đi, và cái bên thứ ba sẽ không thể nào mà đọc được hay là đánh cắp được cái nội dung tin nhắn của chúng ta. Và để thoát cái tính năng này thì nó cực kỳ đơn giản thôi, nó
Để thoát được cái tính năng khóa này thì các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần nhấn và giữ vào đây, sau đó các bạn nhấn xóa như này. Đó, bên đây cũng thế, các bạn nhấn và giữ và xóa. Và như vậy là các bạn đã thoát được cái tính năng là mã hóa đầu cuối ở trên tin nhắn Messenger. Nó khá là đơn giản và nó không có phức tạp hay là nó có cái điều gì nó hạn chế chúng ta. Rồi, và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn, trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là kích hoạt và cũng như là chúng ta có thể là hủy cái tính năng là mã hóa đầu cuối ở phần tin nhắn Facebook Messenger. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và hữu ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video mới. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.